Neymar từ ông hoàng YouTube, vua skill sân cỏ đến dân chơi khét tiếng. Trong giới quần đùi áo số, nhắc tới tên Neymar, ai cũng phải lắc đầu lè lưỡi về đồ ăn chơi, trác táng của chàng tuyển thủ Brazil. Neymar sinh năm 1992, được biết đến là chân sút số 1 của bóng đá Brazil. Anh từng phá kỷ lục của vua Pelé, trở thành người ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử. Cầu thủ này hiện đang thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Al Hilal thuộc Saudi Pro League. Thành công trên sân cỏ, tuy nhiên, đời sống thường nhật của chân sút này lại vô cùng phức tạp. Neymar có một nhóm bạn siêu thân, tất cả đều được bao ăn ở trong một khu biệt thự tại Brazil. Họ nhận lương cả chục nghìn đô la Mỹ chỉ để cùng Neymar giải khuây trong thời gian rảnh rỗi. Mỗi năm, tiểu Pelé tổ chức vô số bữa tiệc, mỗi bữa tiệc có sự góp mặt của hàng chục người mẫu. Năm 2012, anh từng bị phát hiện đến khách sạn cùng 5 cô gái. Sự việc này khiến nam cầu thủ bị ném đá dữ dội. Nhưng đáp trả những thông tin tiêu cực đó, cả Neymar lẫn chủ tịch Santos, ông Luis Alvaro Ribeiro đều tỏ ra khá bình thản nói, tiệc tùng đôi khi phải thế mới vui. Neymar và cầu thủ Santos không phải là những thầy tu. Nói về khoản vung tiền của Neymar thì hiếm có cầu thủ nào đuổi kịp. Anh từng chi 1 triệu euro chỉ để mua bức ảnh nude của một nữ sinh tên Katarina Migliorini. Với tấm ảnh nude bạc tỷ trong tay, không hiểu Neymar sẽ dùng để làm gì. Phải chăng anh chàng mua chỉ để ngắm, hay đây lại là một cách để thể hiện đẳng cấp dân chơi của cầu thủ khi đó mới 21 tuổi. Mới đây, Neymar cũng gây sốc với thông tin lập cú hat-trick con cái khi chưa đầy một năm đã đón 3 đứa con chào đời với 3 người phụ nữ khác nhau. Và nghĩ sao về thói ăn chơi trác táng này của ngôi sao sân cỏ Neymar?